Xin chào tất cả mọi người. Thì ở clip trước mình có quay là chuột làm mắm. Giờ chuột làm mắm của mình đã được hơn 1 tháng. Giờ mình sẽ đem đi chế biến cho mọi người. Mình sẽ chiên. Mời mọi người cùng theo dõi nhé. Đây là mắm mình làm. Đây là được 3 keo lớn mắm cá lồng tông. Hai keo trên này, với một keo dưới này. Đây là mắm ốc bươu vàng nha mọi người. Đây là mắm chuột. Mắm chuột hôm nay ăn được rồi. Thì mình sẽ đem đi chế biến, mình sẽ chiên theo mọi người. Đó, mọi người thấy không? Giờ mình sẽ lấy ra ha. Để coi nó có vàng không. Nó rất là đỏ không mọi người. Đó. Mùi rất là thơm. Một chút nữa mình sẽ ấy xong mình sẽ chiên cho mọi người xem nha. Thì mình làm đợt rồi đó thì tới 2 cái chuột luôn mọi người, giờ mình sẽ lấy ra hết cho mọi người xem, sau đó mình sẽ chiên một mớ thôi, mình để lại một mớ. Nhìn nó đỏ lòm rồi mọi người. Thấy ha. Giờ mình sẽ lựa cái con to to để chiên cho mọi người xem nhé. Thì trước khi chiên thì chúng ta sẽ ngâm chuột vào giấm nha mọi người. Chuột vào giấm là để giảm bớt cái độ mặn cho mọi người, chứ chúng ta ăn nó dễ ăn hơn. Ta ngâm tầm chừng khoảng 5 phút rồi. Rồi bây giờ mình sẽ chiên mọi người. Mình ngâm nãy giờ 5 phút rồi, mình sẽ chiên. Thì trong thời gian chờ đợi mắm mình chiên chín mình sẽ làm nước sốt nha mọi người.
Đây là nước sốt của mình thì gồm có đường, bột ngọt, tỏi, ớt và nước tương. Giờ mình sẽ đổ vô chuột nha mọi người. Giờ mắm của mình nó đã vàng ha mọi người. Giờ mình sẽ gấp ra dĩa ha mọi người, sau đó mình sẽ đổ nước sốt vô chảo, mình làm cho nó chín tỏi rồi mình sẽ đổ nước sốt lên chuột ha mọi người. Đứt kìa, chín nó mà đứt kìa. Con này vàng. Chút nữa mình sẽ thử cho mọi người xem nha. Bây giờ mình sẽ đổ nước sốt vô chảo, mình sẽ làm cho tỏi nó chín rồi mình sẽ đổ lên lại mọi người. Rồi nước sốt của mình đã sôi rồi, chín tỏi rồi, mình sẽ đổ vô nha mọi người. Mọi người nhìn thấy rất là ngon mọi người, nó có sệt sệt nè. Giờ mình sẽ ăn một vài miếng cho mọi người xem nhé. Mời cả nhà ha. Mặn ngọt, mặn ngọt chua cay thì có hết. Xương nhai giòn không? Này, ăn với cơm mới ngon nữa mọi người. Này, cơm cho chín ăn trước để quay cho mọi người xem thôi, còn chút nữa ăn cơm nữa thì kèm với rau gì cũng được, cho leo rồi cà rồi chuối gì. Chuột làm mắm đó mọi người, cứ vô video
video của mình đi, mọi người theo dõi đi, mình sẽ biết làm hơn, rất là dễ làm. Chỉ cần một tháng thôi mình được mắm chuột ăn rồi, mình để vài ba tháng cũng được, để được lâu mình dự trữ lại ăn. Ngon thiệt. Ngon quá. Mình ăn tới đây thôi mọi người. Tại mình trưa này để chiều để dùng cơm nữa. Mình xin chào tạm biệt mọi người nha. Mọi người thấy clip hay nhớ like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh mình nhé. Chào tạm biệt mọi người.